Việt Nam của mình á, là con rồng cháu tiên mà lại sao cứ lận đận lao đao, nó cũng phải có lý do. Lý do duy nhất đó là mình quên đi cha trời, quên đi mẹ đất, cho nên nước Việt mình nó cứ khổ nạn hoài. Nhờ chú nhắc để mọi người nhớ. Còn kinh điển 700 năm nay thần tú thay đổi, bên Phật giáo họ không có thừa nhận cha mẹ, cho nên làm biết bao nhiêu triệu người tu tập nhưng mà cuối cùng rồi cũng không có được gì. Còn tin thêm cha thêm mẹ được tất cả, vậy mà họ nhất định không tin, bởi vì con người nó gọi là thời nay khó độ lắm.